mừng các bạn đã quay trở lại với Vlog của Ngọc Gia Ban Thì trong chiều ngày hôm nay Thì cơ sở 1 ở số 17 Đường Phạm Ngọc Thạch, phường An Tảo, thành phố Hương Yên Thì đã cập nhật được Về được một à, Lô xe đạp tại chỗ này Đấy, Gồm đầy đủ những cái phân khúc giá Từ phân khúc giá thấp chưa tới 10 triệu đồng này Cho tới những cái chiếc mà có phân khúc cao hơn là Trên 20 triệu đồng này Có đầy đủ những cái à, à, thương hiệu lớn Và à, à, Những cái dụng cụ Phòng tập gym hay là phòng tập những cái dụng cụ tập cho gia đình như là chiếc uh, những cái thương hiệu như là spinning này nai này hay là tech này. này thì đầu tiên chúng ta sẽ vào một chiếc của spinning có gam màu vàng này đấy. về cái thiết kế của cái chiếc này thì nhìn nó rất là đơn giản và cơ bản này đấy về cái phần khung sườn của nó nhé về cái phần khung sườn của nó này thì được thiết kế bằng những loại thép không dỉ này chuyên dùng để làm những cái thiết bị phòng tập gym này, Đấy. những cái thiết bị thể dục thể thao hay cho phòng tập gym này, Đấy. nó rất là chắc chắn này. Đấy. ở bên này thì nó sẽ là cái phần bánh đà này, Đấy. cái phần, phần bánh đà này nó cũng được thiết kế rất là chắc chắn này. Đấy. gần như là cái những cái chiếc này thì nó đã là hàng đã qua sử dụng nhưng mà mọi người có thể thấy đây này, gần như là nó không có một cái vết chảy xước hay là bị dỉ xét gì nhá. Đấy. Đây. đây là phần bánh đà của nó này. Đấy ở sang đến bên đây là phần là tay cầm này Đấy, phần tay cầm thì khi mà mình ngồi đạp thì mình có thể để ở đây này hoặc là mình có thể để ở trên này và tì cái tì cái phiền khuỷu tay của mình xuống như thế này đấy và tròi người để với cái tư thế là tròi người về đằng trước này đấy còn đây đây là một cái lúp vặn nút lúm vặn này đấy mình có thể điều chỉnh cái độ đạp mà lặng này độ đạp nhẹ này đấy khi mà mình đi vặn cái nút à, lúm ở đây thì cái phần nào, ở dưới này này, nó sẽ cọ sát vào cái phần bánh đà để giúp cho mình đạp được à lặng hơn này, đấy. Hoặc là khi mà mình cho nhẹ đi thì cái phần đây này nó sẽ nhưng lên để không cọ sát vào cái cả phần bánh đà thì cái mức đạp nó sẽ nhẹ hơn này, đấy. Ở dưới này. Ở dưới này thì mình có thể còn chỉnh được cả cái độ cao thấp của cái phần tay tay nắm này, đấy. Đây này. Mình có thể chỉnh được cao thấp lên trên xuống dưới như này này. Hoặc là mình có thể chỉnh cao thấp cả cái phần yên ngồi dưới ở đây nhá. Đấy, chỉnh cao thấp được cái phần yên ngồi này, đây nhá. Đây thì em sẽ vặn ra để chỉnh cho mọi người này. Đấy, đây. Nó sẽ chỉnh được này. Đấy. Không những nó chỉnh được cao thấp này, nó mà còn nó có thể chỉnh được cái phần yên này này, ra đằng trước này hay là ra đằng sau này với cái nhiều mức độ này mức độ không là mức độ thấp nhất là gần nhất với cả phần à, ghi đông của xe. Còn đây mức độ số 2 này, số 4 này, số 6 này, số 8 này và số 10 sẽ là cái mức độ mà ngồi xa nhất này. Đấy, tùy thuộc theo cái chiều cao của từng người thì mình có thể tùy chỉnh được cái mức độ cao thấp của yên này hay của ghi đông xe này hay là mức cái triệt cái, cái trượt ngắn dài của yên xe này. Đấy. Thì chiếc này bên em đang bán với cái phân khúc giá là trên 10 triệu đồng nhá. Đấy, trên 10 triệu đồng một chiếc uh, xe đạp tại chỗ của thương hiệu uh, spinning này còn sang đến bên này thì có hai chiếc màu xám của uh, life Philips này về cái thiết kế thì nó cũng khá là giống so với cả bản uh, spinning đấy nên và một cái thiết kế nó rất là tinh tế khi mà ở đằng trước xe này nó được thiết kế thêm hai cái phần bánh xe này đấy. để cho mình có thể uh, di chuyển được dễ dàng hơn này. Ở đây cũng là phần bánh đà gần như là hai chiếc này. Nó gần như là như nhau này. Đấy. Sang tới cái phần bàn đạp này. Phần bàn đạp thì nó sẽ có một cái lớp uh, lớp nhựa cứng này. Đó. để khi mà mình à uh, đây, để khi mà mình uh, đạp xe. Đó. khi mà mình cho chân vào đạp xe như thế này thì cái phần chân của mình nó không bị trượt ra ngoài này. Đó. cái phần chân của mình nó không bị trượt ra ngoài như thế này. Đó. Phần chân. vào đây thì nó cái bản này thì nó cũng sẽ có mức độ tinh chỉnh này trượt của Yên này Đấy. hay là cao thấp của Yên này và cao thấp của uh, tay cầm này Đấy. gần như nó cũng y hệt với cái, cả cái bản là spinning thì cả ba chiếc hai chiếc spinning màu xám và một hai à, chiếc light finish màu xám và một chiếc spinning màu vàng thì bên em đang đồng giá với cái mức giá là 15 triệu đồng này đó của sang đến bên này đó. nhìn thì hai chiếc này thì nó nhìn nó sẽ to và đồ sộ và thiết kế nó được uh, tinh tế hơn đấy nó không đơn giản như hai như ba chiếc uh, Life Philips và Spinning kia nhưng mà phân khúc giá của nó sẽ lại thấp hơn tại vì sao mà phân khúc giá lại thấp hơn vì ở bên ngoài này đấy, những cái phần ốp này này nó sẽ được làm bằng nhựa chứ không được làm bằng uh, cái loại những cái loại hợp kim như ở Live Philips và Spinning đấy nó sẽ không được chắc chắn như ở Live Philips và Spinning nên là cái phân khúc giá của nó sẽ thấp hơn này nhưng mà bù lại thì bản này thì nó lại có được cả cái bảng điều khiển bằng điện tử này đấy trước này thì mình lại không cần phải cắm cái nguồn điện nhá vì khi mình đạp mình khi mình ngồi lên đạp này thì cái phần bảng điều khiển của nó nó sẽ tự động hoạt động này, đấy. Vì khi mình đạp thì ở dưới cái phần động cơ nó đã tạo ra điện này để phục vụ cho cái bảng điều khiển ở trên này. Đấy, ở đây bảng điều khiển này thì nó sẽ có gồm là uh, 10, 12 chế độ đạp khác nhau này, 12 chế độ đạp khác nhau này. và phần bảng điều khiển này thì nó sẽ hiển thị cho mình là cái thời gian mình đạp này, đấy, cái uh, speed này là cái uh, uh, mức độ mình đạp này, đấy, đạp nhanh hay đạp chậm này đây là cái lượng calo mình tiêu thụ này hay là dưới này sẽ là nhịp tim này rất là nhiều những cái đây ở bên này thì mình có thể điều chỉnh được cái mức độ đạp mạnh nhẹ này áp và đau này cái chiếc này này nó có thể đo được nhịp tim của mình qua cái bộ cảm biến ở phần là tay nắm này đấy thì như cái bản life Elite kia thì mình có thể lắm hai tay vào ở phần dưới này này hoặc có thể mình đạp để tròi người ra đằng trước thì mình có để nắm vào đây này đó ở bên trên này thì nó cũng có hai cảm biến để đo cái nhịp tim và đo cái mức độ tiêu thụ calo của mình này đó. đây này đó. và dưới này thì nó sẽ có một cái hộp đựng đồ này đó. cái hộp tròn này thì mình có thể đựng nước này hay hai cái hộp vuông bên cạnh này thì mình có thể đựng điện thoại này hay là một số những cái vật dụng nhỏ khác nhé và bản này thì nó cũng có cái phần điều chỉnh yên này Đấy, điều chỉnh yên đây này. Đấy, hay là mức độ cao thấp yên đều có thể điều chỉnh được này. Và đây thì đây là cái phần uh, bàn đạp này, bàn đạp của cái bản này thì nó sẽ được thiết kế to hơn so với cả cái của Life Philips hay là spinning. Đấy. sang tới một cái phiên bản xe uh, đạp tại chỗ cao cấp hơn. Đó đó là dòng uh, TechnoGym này. Thì ở đây, đây là một số mẫu của dòng uh, TechnoGym này. Bản này thì nó cũng có bảng điều khiển bằng điện tử này nhưng mà về bản này thì nó sẽ phải có cắm nguồn điện này đây là dây kết nối điện của nó này tất về cái bản của techno gim này thì nó rất được thiết kế rất là đồ sộ và chắc chắn và giá thành của bên ấy, em đang bán một chiếc uh, xe đạp tại chỗ của techno gim thì đang với cái phân khúc là 20 triệu đồng nhé mọi người nhé ở đây là một cái số cái bảng điều khiển của techno gim này đó đây nút khởi động này nút dừng này nút điều chỉnh mức độ đạp này hay là đây những cái các các những cái bài này có những mức mức độ này ở dưới này thì nó sẽ hiển thị cho mình cái lượng tiêu thụ cano này tốc độ đạp này đấy, bao nhiêu km trên giờ này hay là thời gian này nhịp tim này đấy thì cái này nó cũng có này đây phần này nó cũng là cảm biến này đấy nó cũng cần là cảm biến này đấy vừa mình có thể đạp cả trời người như thế này chống khỉu tay xuống đây này đấy. Đấy, ở dưới này thì nó cũng sẽ có cái mức một số mức độ này với cái mức độ cái chế độ mà chỉnh yên này thì tùy thì thuộc theo cái chiều cao của tùy từng người và mình chỉnh làm sao được cho mình có thể phù hợp nhất nhé mọi người nhé Đấy. và cái bản cao cấp nhất của Techno Game có tại cơ sở của Ngọc Gia Ban đây là bản này thì nó sẽ được tích hợp thêm là cái phần ngả lưng cái cái lưng ghế này Đấy, cái lưng ghế nó sẽ được thiết kế cao như thế này này. Đấy, còn những cái bản khác thì nó sẽ không được thiết kế lưng ghế nhá. Ngoài bản Techno Gym này và cái nó sẽ được thiết kế thêm cả cái phần ở đây này. Đấy, mình có thể ngả lưng ra, chọi chân ra đằng trước để đạt và nắm vào đây hoặc là mình có thể nắm vào đây này. Đấy, rất nhiều những cái tư thế và đây là bảng điều khiển. Về cái bảng điều khiển thì nó cũng gần như là giống cái bảng điều khiển của cái Tech này, bản này. Đấy, gần như là giống nhau thôi đấy thì đấy là một số những cái mẫu xe đạp tại chỗ có tại cửa hàng Ngọc Gia Ban nếu mà các bạn nào mà đang quan tâm thì mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc kết bạn Zalo 097 494 5555 Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nhớ để lại cho Ngọc Gia Ban một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón chờ những cái video clip tiếp theo Xin chào tạm biệt các bạn